Casemiro tức giận mắng Bruno Fernandes suýt hại Manchester United phút cuối. Manchester United thắng Aston Villa nhờ bàn duy nhất của Bruno Fernandes, nhưng tiền vệ người Bồ vẫn bị Casemiro mắng cho một trận vì suýt làm tội đồ những giây cuối. Trên sân nhà Old Trafford, Quỷ Đỏ dù khó nhọc nhưng vẫn có 3 điểm quan trọng trước Aston Villa cho mục tiêu lấy vé dự cúp C1 mùa sau. Thắng ở vòng đấu 34 Premier League, Manchester United có 63 điểm, ít hơn Newcastle xếp trên, vị trí thứ 3, là 2 điểm nhưng còn một trận trong tay. Tuy nhiên, cũng phải chờ đến khi tiếng còi tan trận thì người hâm mộ Quỷ Đỏ mới có thể thở phào, bởi khoảng cách dẫn 1-0 là quá mong manh. Đặc biệt những giây cuối Bruno Fernandes để mất bóng một cách tai hại. Sau trận, người ta phát hiện Casemiro đã kêu Bruno Fernandes lại để mắng cho một trận. Vì suýt chút nữa báo hại Manchester United, hình ảnh làm gợi nhớ tương tự như ở chung kết FA Cup. Bruno Fernandes dường như cố phân bua với đàn anh nhưng không thuyết phục được Casemiro. Trước khi cầu thủ đội bạn đến bắt tay thì hai người mới làm hòa bằng một cái ôm. Phản ứng của Casemiro, ghi điểm trong mắt các cầu thủ thứ 12 của Quỷ Đỏ. Một người đăng tải clip kèm nội dung, Casemiro bắt Bruno Fernandes phải chịu trách nhiệm vì để mất bóng một cách ngu ngốc khi trận đấu còn 20 giây. Manchester United suýt chút nữa phải trả giá cho bàn thua vì điều đó. Tâm lý ưu tú. Quan điểm được không ít người đồng tình. Nhận thêm ý kiến, tôi cũng phát cáu với Bruno Fernandes. Casemiro tuyệt vời. Fan khác lên tiếng, tâm lý của anh chàng này, Casemiro, ở một cấp độ khác. Và mong mỏi từ một người khác, cần nhiều cầu thủ có tính cách như thế trong phòng thay đồ Quỷ Đỏ. Cũng cần nói thêm, bản thân Casemiro vài ngày trước cũng đã bị chính Bruno Fernandes trách móc bởi phong độ sút giảm ở hiệp 2 trận Manchester United 2-2 Tottenham sau khi đội đã dẫn trước 2 bàn. Có thể thấy, dưới thời Erik ten Hag, các cầu thủ giảm bày tỏ, biểu lộ cảm xúc rõ ràng hơn. Đó là điều mà nhà cầm quân Hà Lam muốn thấy ở các học trò. Qua đó cùng nhau khắc phục, hoàn thiện để trở nên tốt hơn.